Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 141 Vị vương đệ trẻ tuổi và anh Tuấn của Nam Chiếu, mỗi động tác đều toát lên khí chất cao quý. Nhìn qua, hắn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng thân phận lại khác xa so với ta. Triệu tu duyên cúi đầu chào, nghĩ lại chuyện thịnh phong trạch tặng gấm cho quý anh anh trước đó, đầy sự nghi hoặc. Có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều, quý anh anh chắc chắn không nhận ra vị nam chiếu bạch vương này. Nếu ta cũng muốn có được quý anh anh như thịnh phong trạch. Nhìn bộ dáng thân thiện của Ngưu phó đồ đốc, có lẽ sẽ tìm cách đưa quý anh anh đến trước mặt hắn. Nghĩ đến đây, lòng hắn tràn đầy ghen tị và khát vọng. Nếu ta không xuất thân từ một gia đình thương nhân, thì tốt biết bao nhiêu. Hắn cũng sẽ không phải nịnh bợ Nhiêu Phó Đô Đốc và cưới một người phụ nữ sâu xí và ác độc như Nghiêu Ngũ Nương. Nghĩ đến Nghiêu Ngũ Nương, Triệu Tu Duyên lại cảm thấy buồn bực. Tối hôm qua, người của Nghiêu Gia đến báo tin. Nghe nói phụ thân của ta cùng Nam Chiếu Bạch Vương đã đến trước, Nghiêu Ngũ Nương liền sai người bẩm báo Triệu Thân Thị, sai người ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị một bữa tiệc tại Bích Thủy Viên để đãi phụ thân và nam chiếu Bạch Vương. Triệu thân thị cảm thấy việc này thật thừa thải, lại tức giận vì cho rằng chẳng lẽ triệu gia không có đủ nguyên liệu nấu ăn mà phải ra ngoài mua. Nhiều ngũ nương liền nói. Nếu triệu gia không thiếu nguyên liệu nấu ăn, thì ta sẽ đưa thực đơn này đến phòng bếp. Người quản phòng bếp lập tức cầm thực đơn đến. Triệu thân thị vừa nhìn thấy thực đơn, tức giận đến mức suýt ngất. 300 lưỡi dao, một ngàn con cá chép bạc, một cái chân gấu và hai cân thịt hương. 50 cây rau cải trắng và hai phần huyết yến. Đây mà gọi là một chút thức ăn sao? Sai người đến bích thủy viên, như ngũ nương rất ngạc nhiên. Triệu gia ngay cả những món ăn bình thường này cũng không thể ăn nổi sao? Nam Chiếu Bạch Vương được phụ thân mời đến để giữ thể diện cho triệu gia, ta là con dâu của triệu gia, không thể làm mất mặt triệu gia được. Ngọc Duyên, đi lấy đồ trang sức cho ta. Triệu thân thị không còn mặt mũi nào nữa, liền phân phó người tiêu số tiền lớn để mua sắm. Triệu gia có thể bỏ ra số tiền này, nhưng điều này khiến triệu thân thị cảm thấy nghẹn ngào không thể chịu nổi, liền khóc lóc trước mặt triệu tu duyên. Nhiều phó đồ đốc có chức quyền cao, nhưng với bồng lộc của hắn thì không thể đủ để chi trả cho những món ăn này. Triệu tu duyên trong lòng hiểu rõ, như mũ nương đã đoán trước phản ứng của mẫu thân và cố tình làm như vậy. Những động tác của nàng như nước chảy, lặng lẽ lấy đi tiền bạc của triệu gia, còn muốn triệu gia mang ơn đội nghĩa. Nhưng như gia thực sự đã giúp triệu gia trong lúc khó khăn. Để đón tiếp nam chiếu bạch vương, triệu lão thái gia đã sẵn sàng chi tiền. Nếu có thể kết giao với thịnh phong trạch, tương lai gấm triệu gia sẽ có lợi thế ở nam chiếu dễ dàng lấy hàng hóa và đạt được lợi nhuận lớn nhớ lại lời dặn dò của tổ phủ triệu tu duyên quyết định buông bỏ những phiền muộn về nghiêu gia triệu gia không thể để nam chiếu bạch vương phải đích thân đi chọn gấm ở cửa hàng đón thịnh phong trạch ngồi vào chỗ của mình ở chính đường chuẩn bị sẵn những tấm gấm đẹp như dòng nước chảy để dâng lên cho hắn với danh nghĩa là một chu gia yên buôn bán gấm có thể dễ dàng xuất ra hàng trăm loại gấm hoa sắc sáng lạn lộng lẫy. Nhìn thái độ của người triệu gia, quyết tâm đưa tặng trăm thất chức cầm hiện rõ trước mắt. Đem chức cầm đến, tất cả đều do những thị tỳ trẻ tuổi và xinh đẹp mang đến, trên người mặc váy lùa. Hiển nhiên, điều này tiêu biểu cho sự phồn thịnh và phú quý của Ích Châu. Nghĩ về những ngày mùa ở Nam Chiếu, khi quốc chủ và đại quân đều muốn đích thân hạ đêm trồng trọt, Thịnh Phong Trạch cảm thấy một tâm trạng phức tạp khó tả. Hắn nhớ lại lời của huynh trưởng Thịnh Phong Tá. Tất gấm là tất vàng. Muốn biến Nam Chiếu thành một quốc gia mạnh về trồng dâu nuôi tằm trong thời gian ngắn là điều vô ích. Người đã mất ba năm để mưu cầu bí truyền và học tập tài nghệ, nhưng chỉ đạt được trăm thất gấm đẹp như muối bỏ biển. Trạch đệ, đại đường đã không còn là thời trinh quán hay khai nguyên. Hoàng đế yếu thế, hoạn quan nắm quyền, phiên chấn chia cắt. Trong khi đó, ích châu sống xa hoa lãng phí, tiết độ sứ tham lam thô bạo, tường thành lâu không tu sửa, binh lính suy yếu, đây chính là thời cơ tốt nhất để Nam Chiếu xuất binh đánh ích châu. Lòng từ bi của ngươi cần phải được dùng cho dân chúng Nam Chiếu. Vô số tài phú của triệu gia cần được dùng để làm giàu cho quốc khố của Nam Chiếu. Thịnh Phong Trạch lại một lần nữa kiên định niềm tin của mình. Hắn không có ý định nhận quà tặng từ triệu gia. Nam Chiếu dù nghèo, nhưng trong núi có nhiều bảo thạch và ngà voi. Xích hổ mang một chiếc cháp đặt lên bàn. Khi mở nắp hộp, những viên bảo thạch rực rỡ đủ màu phát ra ánh sáng chói mắt và thần bí. Thịnh Phong Trạch cười nói. Bản vương không thể nhận mỹ gấm mà không trả lại, đây là lễ mọn, mong rằng triệu lão thái gia vui lòng nhận cho. Rõ ràng là dùng bảo thạch để đổi lấy gấm, nhưng bây giờ trở thành lễ vật trao đổi lẫn nhau triệu lão thái gia mặt mày rạng rỡ hưng phấn nói đa tả vương gia ban thưởng sau khi ăn xong thịnh phong trạch cười nói với nhiều phó đô đốc nghe nói triệu lang quân là rẻ hiền của ngài đồ đốc chắc hẳn cũng muốn gặp gỡ lệnh ái một chút bản vương cùng triệu lang quân bằng tuổi nhau có triệu lang quân tiếp đón là tốt rồi nhiều phó đô đốc đã sớm muốn gặp nữ nhi lúc này gật đầu đồng ý Triệu Tu Duyên mong có cơ hội gần gũi hơn với Thịnh Phong Trạch, mời hắn vào đảng viên thưởng thức trà. Khi vào sân nhỏ, nhìn thấy tầng hai của tiểu lâu trong viện, Thịnh Phong Trạch liền nở nụ cười. Nơi này thật lịch sự và tao nhã. Đây là thư phòng của Triệu Lang Quân phải không? Đúng vậy, đến đầu mùa hè khi hoa tử đằng nở, cảnh trí sẽ còn đẹp hơn. Mời vương gia vào bên trong. Hai người vào phòng khách. Thịnh Phong Trạch ngẩng đầu nhìn thấy bức họa treo trên tường phía trên bàn dài. Tường trắng, mói xanh, trong nội viện có cây hoàng giác với cảnh lá uy nghi. Một góc cửa sổ mở ra, một thiếu nữ đứng dựa vào cửa sổ. Hắn ngay lập tức nhận ra bức họa chính là quý anh anh tại tiểu viện. Thịnh Phong Trạch biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Thứ cho bản vương mạo muội, thiếu nữ trong bức họa này là người yêu của Triệu Lang Quân sao? Triệu Tu Duyên ngẩn người, nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt để gần gũi hơn với thịnh phong trạch. Hắn cười khổ nói. Tại hạ và nàng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chỉ tiếc vì thiên kiến và bè phái, chúng tôi có duyên nhưng không phận. Bức họa thô cạch này là để kỷ niệm, mong vương gia đừng chê cười. Bức họa này rất có hồn, chắc hẳn thiếu nữ trong bức họa giống với cô gái bản vương nhìn thấy trước đây trên đầu đường, đều xinh đẹp và đáng yêu. Bản vương thật sự hiếu kỳ, với tài năng và dung mạo của triệu lang quân lại là người kế nhiệm gia chủ triệu gia nếu nàng được làm thiếp của ngươi cũng là phúc phận của nàng tại sao cha mẹ nàng lại không muốn gả nàng cho ngươi ha ha bản vương hiểu rồi có phải vì tôn phu nhân không bản vương và triệu lang quân vừa mới quen đá thân nếu muốn bản vương nói tốt cho ngươi trước nghiêu phó đô đốc triệu lang quân cứ nói thịnh phong trạch cố ý đưa câu chuyện về quý anh anh trêu chọc triệu tu duyên. Nếu Thịnh Phong Trạch yêu cầu Ngưu Phó Đô Đốc tặng quý anh anh cho hắn, rồi chuyển nàng cho ta, Dương Gia dám từ chối sao? Dương Gia cũng chỉ là một gia đình thương nhân mà thôi. Nếu điều này thành, quý anh anh sẽ không phải gả cho Dương Tĩnh Uyên. Triệu tu duyên trái tim loạn nhịp vì lời đề nghị này. Đây là chấp niệm của hắn, đầu óc hắn nóng lên, đứng dậy khom lưng cầu xin Thịnh Phong Trạch. Cầu xin Vương Gia giúp đỡ hắn thực sự chưa từ bỏ ý định với quý anh anh. Thịnh Phong Trạch nhẹ nhàng nâng hắn lên. Chỉ là cầu xin Nghiêu Phó Đô Đốc nói tốt cho người mà thôi. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Triệu lang Quân không cần phải làm lễ lớn như vậy. Thực sự không phải là Nghiêu Gia ngăn trở. Triệu Tu Duyên lộ vẻ buồn giàu nói, Vương Gia không biết đâu. Ngài muốn tặng gấm cho tiểu nương tử, chính là thiếu nữ trong bức hòa. Tài hạ và nàng thanh mai trúc má, cả hai đều tình nguyện nhưng hai nhà môn đệ tranh lệch quá lớn gia đình lại bắt ta cưới tiểu nương tử của nghiêu gia tại hạ kính trọng nghiêu thị nhưng vẫn không thể quên được quý nhị nương lo lắng rằng nàng sẽ không gả được cho người tốt thật là trùng hợp vậy chính là tiểu nương tử xinh đẹp đó thịnh phong trạch cố làm ra vẻ giận mình nhíu mày nói không phải là nghiêu gia không chịu cho ngươi nạp thiếp vừa rồi ở cổng trào ngoài bản vương nghe nói nàng đã đính hôn với người khác. Rốt cuộc là sao? Vì vậy, hắn nghe Triệu Tu Duyên kể về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình. Thịnh Phong Trạch thở dài nói. Gia đình nàng ham muốn vị trí chính thê của Dương Gia, lại đem nàng gả cho một tên con nhà giàu phóng túng. Còn là một tên vô dụng, con của vợ kế. Vương Gia, nàng cũng không tình nguyện trong cuộc hôn nhân này. Nhưng hôn nhân là chuyện đại sự, lệnh của cha mẹ, nàng không thể phản kháng. Dương gia cũng chỉ là một gia đình thương nhân. Chỉ cần vương gia yêu cầu Nghiêu Phó Đô Đốc về quý anh anh. Vì tình nghĩa hai nước, Nghiêu Phó Đô Đốc và Tiết Độ Sứ Đại Nhân chắc chắn sẽ làm cho vương gia như nguyện. Sau khi vương gia đạt được nàng, lại tặng nàng cho Tài Hà. Tài Hà sẽ vô cùng cảm kích. Chật chật, tiểu tử này thật nhạy bén và ngoan độc. Thịnh Phong Trạch suýt chút nữa muốn giơ món cái lên khen hắn là một nhân tài. Chương 142. Dương gia là thế gia đại tộc, tức phụ đã đính hôn bị chính mình công khai bắt đi, làm cho cả tộc không còn mặt mũi nào. Triệu Tu Duyên không hiểu điều này sao? Hắn hiểu rõ, điều này cho thấy hắn chấp nhất với quý anh anh đến mức tổn hại luân lý. Người như vậy, không phải là người mình muốn tìm sao? Thịnh Phong Trạch thở dài, nếu nàng chưa đính hôn thì còn đỡ. Hôn sự đã định, nàng đã là vợ người khác, bản vương sao có thể tùy ý yêu cầu. Dương gia đâu phải là gia đình nhỏ, triệu lang quân, bản vương đành chịu thôi. Lời từ chối của hắn như dội nước lạnh, làm tình ngộ triệu tu duyên. Dương gia vì thể diện, cũng không đồng ý, thịnh phong trạch dựa vào gì mà phải giúp mình mang danh cướp vợ người khác. Nếu thịnh phong trạch đến ích châu sớm hơn, nếu quý anh anh không đính hôn với Dương Tĩnh Uyên thì tốt biết mấy. Nghe nói hai nhà định hôn vào tháng tư, chẳng lẽ không có cách nào ngăn nàng gả cho Dương Tĩnh Uyên sao? Tâm tư triệu tu duyên dồn nén nhiều ngày bị khơi dậy, như nước sôi trong lòng, khó lòng dập tắt. Tài hạ trong lúc cấp bách mới nói lời hôn ước, mong vương gia thứ lỗi. Biết rõ thịnh phong trạch không giúp được mình, triệu tu duyên vẫn không muốn đắc tội với hắn. Sau khi bày lễ vật, triệu tu duyên dốc lòng pha trà mời thịnh phong trạch ngoảnh mặt làm ngơ thấy triệu tu duyên nhanh chóng chân tĩnh lại như thể những lo lắng về tình cảm vừa rồi chưa từng xuất hiện trên mặt hắn hắn nhớ đến đêm đó khi nhìn qua cửa sổ tiểu lâu lặng lẽ nghĩ đây là một kẻ có lòng dạ độc ác giỏi ngụy trang lợi dụng người như vậy thịnh phong trạch không hề thấy áp lực hắn nhận chén trà từ triệu tu duyên thưởng thức trà hoa sơn khen Triệu lang quân thật khéo tay, nam nhân tốt như ngươi không cưới, lại ham muốn làm vợ kế của dương gia, thật đáng tiếc. Có câu thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, quý thị thật là thiền cận. Triệu tu duyên thở nhẹ. Ta lo lắng nàng gà cho người không tốt, nhưng hôn sự đã định, tài hạ cũng không thể thay đổi. Chỉ mong Dương Tam Lang có thể đối xử tốt với nàng. Với dung mạo thanh tao như hỏa, ngay cả tiếng thở dài cũng vô cùng tao nhã. Thịnh Phong Trạch cũng muốn thở dài. Quý anh anh không bị lừa mới là lạ. Hắn thực sự thở dài. Trừ phi dương gia sụp đổ. Nếu vậy, quý thị chắc chắn sẽ từ hôn phải không? Nếu dương gia sụp đổ, quý thị không từ hôn, hắn cũng có thể cướp quý anh anh đi. Dương gia có truyền thống trăm năm trước cầm, làm sao dễ dàng sụp đổ. Dù triệu tu duyên che giấu, nhưng khát khao đánh sập dương gia vẫn hiện rõ trong mắt hắn. Thịnh Phong Trạch nhận thấy điều này, liền đổi đề tài. Triệu Lang Quân, nơi nào mà không có cỏ thơm, hãy bớt quan tâm đi. Đúng rồi, Bản Vương rất yêu thích gấm Triệu Gia. Triệu Gia có ý định buôn bán ở Nam Chiếu không? Bản Vương có thể tiến cử thương đội Triệu Gia cho quốc chủ. Triệu Tu Duyên hồi hộp, đứng dậy hành lễ tạ ơn. Không dối Vương Gia, ngày hôm qua nhận tin Vương Gia đến Triệu Gia, Tổ Phụ đã nghĩ đến việc đi Nam Chiếu buôn bán nếu vương gia có thể tiến cử triệu gia vô cùng cảm kích chuyện nhỏ thôi khi bản vương trở về nam chiếu triệu gia có thể sai người đồng hành cùng thịnh phong trạch đứng dậy nói bản vương đột nhiên thấy mệt muốn ngủ một chút triệu tu duyên vội vã bẩm báo tin tức với tổ phụ dặn triệu bình dẫn thịnh phong trạch lên lầu nghỉ ngơi Thịnh vương gia lên lầu nghỉ ngơi tại hà xin cáo lui trước khi thịnh phong trạch vào phòng xích hổ tự mình canh giữ ở cửa. Cửa phòng và sân đều có thị vệ của hắn, thịnh phong trạch ghét bỏ nhìn giường trong phòng, đi thẳng đến cửa sổ và mở ra. Quý gia tiểu viện hiện ra trước mắt. Vốn ta không có ý định đến quý gia, nhưng người sớm đã mong chờ gặp bản vương, không đến gặp người chẳng phải phụ lòng ngươi sao. Khi được triệu tu duyên mời thưởng thức trà, thịnh phong trạch thay đổi ý định, quyết định đi đến quý gia. Hắn tháo mũ vấn đầu, cởi áo ngoài, để lộ trang phục đại đường bên trong. Thấy xung quanh vắng lặng, hắn nhanh chóng nhảy qua cửa sổ. Ban ngày nhiều người, thịnh phong trạch tìm góc yên lặng, leo tường rời khỏi triệu gia, rồi từ ngõ nhỏ đi đến cửa chính quý gia, lễ phép tiến lên gõ cửa. Đầu ngõ có quán trà, nơi đó có hai người đàn ông đội mũ che mặt. Quán trà này nằm giữa triệu gia và quý gia, từ đây có thể nhìn thấy cổng triệu gia bên trái và cửa chính quý gia bên phải dù thịnh phong trạch cúi đầu dương tĩnh uyên vẫn nhận ra hắn hắn dùng cùi trỏ chạm vào tang thập tứ tỉnh dậy thịnh phong trạch chạy ra khỏi triệu gia đi đến quý gia tang thập tứ mở mắt ra ngay hắn nhấc mũ che mặt lên thấy cửa chính quý gia vội vàng đóng lại hắn kêu lên tam lang người nói không sai nam chiếu bạch vương thật lén lút ban ngày hắn có thể trốn thoát khỏi triệu gia dưới sự giám sát của 300 binh lính của ngưu phó đô đốc thật không đơn giản. Đi, bắt hắn tại quý gia, xem hắn giải thích thế nào với Ngưu Phó Đô Đốc. Không được. Dương Tĩnh Uyên nắm lấy cánh tay hắn, nói oán hận. Hắn sáng sớm đến, cố ý bày ra bộ dạng đẹp đẽ để đùa giỡn quý anh anh. Nếu vào quý gia bắt hắn, hắn chỉ cần kêu lên rằng vì quý anh anh mà đến, không ai nghi ngờ hắn có dụng ý khác. Ngươi không thấy trang phục của hắn sao? Hắn không mặc y phục giả hành, mà là trang phục người thường hắn không mang theo một người thị vệ nào ít nhất điều đó chứng minh võ công của hắn rất giỏi chứng minh hắn có võ nghệ có thể chứng minh nam chiếu định tấn công đường quốc sao việc này ta nói với cha ta hắn cười bảo ta nghĩ viển vông nói nam chiếu nhỏ bé khởi binh công kích đường là lấy trứng trọi đá thập tứ nếu ngươi không tin ta ta thật không biết nói với ai nữa ta tất nhiên tin ngươi tàng thập tứ nói chán nản nằm xuống bàn trà thật nhàm chán à chẳng lẽ phải ngồi đây cả ngày uống trà? ta nói, ngươi không đi quý gia xem sao? hắn có xuống tay với quý anh anh không? sẽ không, hắn muốn giết quý anh anh, sẽ không mạo hiểm ban ngày rời khỏi triệu gia, làm việc vào ban đêm không dễ dàng hơn sao? quý gia rốt cuộc có liên quan gì đến thịnh phong trạch? tại sao hắn phải mạo hiểm bị như phó đồ đốc phát hiện để đến quý gia? dương tĩnh uyên chăm mối suy nghĩ không thông, tang thập tứ nghiêng đầu hỏi. Người nghĩ Thịnh Phong Trạch và Quý Anh Anh có phải có quan hệ trước đó không? Dương Tĩnh Uyên vỗ mạnh vào vai hắn. Nói bậy bà. Tang thập tứ cười nhẹ. Ta đùa thôi, nhưng chắc chắn Quý Anh Anh biết gì đó. Ta nghĩ người nên tìm hiểu rõ ràng. Ta tất nhiên muốn tìm hiểu rõ. Nhưng bây giờ chúng ta đang theo dõi Thịnh Phong Trạch, không thể để lộ. Dương Tĩnh Uyên nhìn về phía triệu gia, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng mơ hồ. Hắn dùng ngón tay nhúng nước trà, vạch một đường trên bàn. Tiết Nguyên Tiêu, Thịnh Phong Trạch xuất hiện ở Ích Châu Thành. Ngày hôm sau hắn đứng ở xứ đoàn nghỉ ngơi, không đi đâu cả. Không đúng, lúc mình đưa quý anh anh về nhà, không biết hắn có ra ngoài không. Khi trở về thành, mình tìm người giám sát hắn, thấy hắn luôn ở dịch quán. Ngày hôm qua, Thịnh Phong Trạch cùng các quan viên Ích Châu đưa Nam Chiếu xứ đoàn đi Trường An. Sau đó hắn dạo phố cả ngày buổi tối hắn thiết yến mời tiết độ sứ và như phó đồ đốc cùng một đám quan viên hôm nay hắn đến triệu gia mua gấm lại một mình trốn ra ngoài đi đến quý gia chỉ chờ một nén hương liền thấy thịnh phong trạch ra khỏi cửa như trước rời đi từ ngõ hẻm thập tứ người theo dõi triệu gia ta đi theo thịnh phong trạch xem hắn đang làm gì và đi đâu dương tĩnh uyên đứng dậy đi về phía ngõ hẻm quý gia khi đi qua cửa chính quý gia Hắn dừng bước, "Quý anh anh, người còn giấu ta điều gì?" Dương Tĩnh Uyên rất muốn xông vào quý gia xem, nhưng đành nhịn lại. Hắn bước nhanh theo dõi tiếp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 143. Dương Tĩnh Uyên đưa mắt nhìn Thịnh Phong Trạch biến mất sau bức tường của gia đình họ Triệu, rồi quay đầu trở về. Với sự hiện diện của Nưu Phó Đồ Đốc, dù Thịnh Phong Trạch có muốn gặp người khác cũng không thể rời khỏi nhà họ Triệu quá lâu hoặc có thể thịnh phong trạch chỉ định đến quý gia một chuyến. Hắn theo con hẻm trở về, rồi đi tới cửa nhà họ quý. Bây giờ nên vào hỏi cho rõ, hay là tiếp tục theo dõi thịnh phong trạch rời khỏi nhà họ triệu rồi mới tính. Khi trở về nhà họ triệu, thịnh phong trạch sẽ không hành động khác. Đầu ngõ còn có tang thập tứ đang theo dõi, suy nghĩ kỹ lưỡng, dương tĩnh uyên quyết định tiến lên gõ cửa. Người gác cổng, điền thúc, nhận ra Dương Tĩnh Uyên và mời hắn vào với sự nhiệt tình. Quý anh anh, nàng đừng làm ta thất vọng. Dương Tĩnh Uyên ngồi trong tiền viện của thính đường đợi Quý Diệu Đình, nhớ lại đêm đó giả vờ say và tá túc ở nhà họ Quý. Hình ảnh Quý anh anh xinh đẹp hoạt bát động lại trong tim hắn, vị ngọt ngào và chua xót lưu lại mãi trong lòng. Nàng sẽ không cùng thịnh phong trạch cấu kết và giấu giếm ta, nàng chắc chắn có nỗi khổ riêng hắn cần phải tin tưởng nàng nếu nàng có tâm cơ thâm trầm nàng sẽ không dễ dàng bị lừa bởi vẻ ngoài của triệu tu duyên nhưng liệu nàng có bị thịnh phong trạch lừa dối không nam chiếu bạch vương anh tuấn cao quý muốn lừa gạt một cô nương trẻ thiếu kinh nghiệm sống chẳng phải là chuyện dễ dàng sao trước đây thịnh phong trạch giấu thân phận khi đến ích châu phủ hắn đã quen biết quý anh anh như thế nào giữa họ đã xảy ra chuyện gì quan tâm sẽ bị loạn Dương Tĩnh Uyên thường có thể thấy rõ tâm tư của mẹ, nhưng lúc này bị lá cây che mắt, mọi suy nghĩ lộn xộn tuôn ra, thậm chí không nhận ra khi nào Quý Diệu Đình đã vào. Tam Lang, sao chàng lại đến đây? Không phải là Quý Diệu Đình nghĩ nhiều, nhưng thời điểm Dương Tĩnh Uyên đến thật quá trùng hợp. Thịnh Phong Trạch nói rằng thuốc của mẫu thân là bí dược nam chiếu và hắn vội vàng đến mà không mang thuốc đến cho nhà họ Quý đêm nay và giờ tí hắn sẽ lại đến, chỉ cần mỗi ngày hòa tan viên thuốc và cho mẹ uống, một tháng sau mẹ sẽ tự nhiên tỉnh lại và sức khỏe còn có thể tốt hơn trước. Điều kiện tiên quyết là trước khi hắn trở về Nam Chiếu, nhà họ quý phải giữ kín chuyện này. Thịnh Phong Trạch cười nói, sau khi ta rời châu, các người sẽ được phép. Điều kiện này với nhà họ quý cũng không quá hà khắc. Vì mẹ, quý diệu đình và quý anh anh thà tạm thời khuất phục và cẩn trọng lời nói đặc biệt đêm nay và giờ tí thịnh phong trạch sẽ đến nhà họ quý để đưa thuốc quý diệu đình sợ rằng dương tĩnh uyên sẽ lại đến tá túc là một người không giỏi nói dối khi nói dối hắn sẽ căng thẳng ánh mắt lộn xộn theo dương tĩnh uyên khi hỏi ra một câu bình thường ánh mắt của quý diệu đình lóe lên đúng rồi khi thịnh phong trạch đến nhà họ quý Quý Diệu Đình đã ở đó. Hắn cũng biết rõ điều này. Dương Tĩnh Uyên bỗng chốc thả lòng. Hắn ngạc nhiên phát hiện rằng sự căng thẳng và sợ hãi của mình là do lo ngại rằng giữa Quý Anh Anh và Thịnh Phong Trạch có một bí mật không thể nói ra. Hắn từ khi nào đã để ý đến Quý Anh Anh như vậy? Sự phát hiện này khiến tim hắn khẽ co rút, cảm giác chua xót lan tỏa. Hắn đã coi nàng như vợ của mình, người mình để ý nhất. Nàng, cũng đối xử với mình như vậy sao? Dương Tĩnh Uyên xúc động nói. Đại ca, ta muốn gặp anh anh. Quý Diệu Đình trần trừ. Ngươi có chuyện gì không? Còn không bao lâu nữa là đến ngày thành thân. Gặp mặt trước khi thành thân là điểm xấu. Dương Tĩnh Uyên nghĩ thầm, không biết đã gặp bao nhiêu lần rồi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Ta chỉ muốn nói vài lời với nàng qua bình phong thôi. Thấy hắn kiên trì, Quý Diệu Đình cũng không biết nói gì hơn không cho hắn gặp muội muội nếu hắn tức giận không dựa vào nhà họ quý nữa thì sao có lẽ tốt hơn là sớm đuổi dương tĩnh nguyên đi hắn phân phó quý ưng đi báo cho quý anh anh rồi dẫn dương tĩnh nguyên vào hậu viện vòng qua bức tường đi đến cửa viện nhỏ quý diệu đình xoay người nói ngươi nói chuyện với nàng ở cửa này cửa gỗ đóng chặt dương tĩnh nguyên cười khổ thực sự còn không bằng hắn leo tường vào buổi tối hắn bước tới suy nghĩ một chút rồi gọi. Anh anh, nàng ở đâu? Có chuyện gì, người nói đi. Qua cánh cửa sân mỏng, không cần nhìn thấy Dương Tĩnh Nguyên, quý anh anh không còn căng thẳng như vậy. Nàng nghĩ sống quý diệu đình, chỉ cần chịu đựng cho đến khi Thịnh Phong Trạch trở về Nam Chiếu, mẹ sẽ tỉnh lại, và nhà họ quý sẽ trở lại cuộc sống bình yên như trước. Dương Tĩnh Nguyên và Thịnh Phong Trạch một trước một sau đã đến nàng cảm thấy lo lắng và cho rằng dương tĩnh uyên đến quá đúng lúc nghe giọng nàng dương tĩnh uyên đột nhiên không biết hỏi nàng thế nào quý anh anh không nghe thấy giọng hắn liền thúc giục ca ca nói ngươi có chuyện tìm ta sao ngươi không nói không có gì chỉ là đi ngang qua đây muốn nhìn nàng một chút nàng ổn chứ trong nhà không có chuyện gì xảy ra chứ thịnh phong trạch đã đến rồi lại rời đi hai huynh muội nhà họ quý không phải không biết điều này. Dương Tĩnh Uyên mong đợi quý anh anh sẽ tự mình nói ra. Không có gì, trong nhà rất tốt. Quý anh anh nhanh chóng trả lời khiến Dương Tĩnh Uyên thất vọng. Tay hắn chạm vào cửa gỗ, thực sự muốn nhìn vào mắt quý anh anh để xem nàng có giống như quý diệu đình, nói năng mập mờ hay không. Nhà ta nhỏ bé, làm gì có chuyện gì? Quý anh anh dùng chân nghiền cỏ mọc ra từ kẽ đá, cảm thấy lo lắng. Nàng không muốn lừa hắn, chỉ cần qua khoảng thời gian này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu nói cho hắn biết, hắn trong cơn giận đi tìm Thịnh Phong Trạch thì mẹ phải làm sao? Hắn có đấu lại được Thịnh Phong Trạch không? Dương Tĩnh Uyên mang theo tia hy vọng cuối cùng nói với nàng. Thịnh Phong Trạch không phải là người tốt, nếu hắn đến tìm nàng, nàng nhất định phải nói cho ta biết. Một lúc sau, hắn mới nghe quý anh anh trả lời nhỏ giọng. Biết rồi. Nếu đã biết rõ, còn lừa mình không nói. Dương tĩnh Uyên buông tay. Ta đi đây, nàng hãy bảo trọng. Ngoài cửa không một tiếng động, quý anh anh gọi hắn vài tiếng nhưng không nghe thấy trả lời. Nàng mở cửa sân, Dương tĩnh Uyên đã đi rồi. Không bao lâu, quý diệu đình tiễn Dương tĩnh Uyên trở lại, thấy muội muội đứng thẫn thờ ở cửa sân nhỏ, thở dài nói. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nói cho hắn biết cũng không thể khiến mẹ chuyển biến tốt hơn nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua nhưng ca ca trong lòng ta bất an dương tam lang đến quá đúng lúc lời của hắn có ẩn ý hắn có thể hiểu lầm ta quý diệu đình vuốt tóc nàng nói sẽ không đâu thịnh phong trạch đến và đi như bóng ma dương tam lang chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi hắn sẽ không biết việc này nhẫn nhịn một tháng rồi sẽ qua chúng ta sẽ quên người đó đêm nay ngươi chuyển vào chính phòng làm bạn với mẹ giờ tí ta sẽ qua quý anh anh tin vào trực giác của mình nhưng không lay chuyển được sự kiên trì của ca ca tương lai sẽ giải thích rõ ràng với dương tĩnh uyên ca ngươi đừng đến đây đã muộn rồi tẩu tẩu không chừng sẽ nghi ngờ ngươi đã vất vả thuyết phục nàng không đến dương gia cầu xin dương đại phu nhân ngoài điền ma ma đêm nay còn có ba vị ma ma khác cùng với lăng nhi và tương nhi bầu bạn với ta hắn chỉ đến đưa thuốc không có việc gì có chuyện gì ngô ma ma sẽ báo tin cho ngươi quý diệu đình kiên trì nói ta làm sao yên tâm được chờ tẩu tẩu ngủ ta sẽ tới nếu nàng nghi ngờ ta sẽ nói là lo lắng cho mẫu thân hắn nhìn muội muội một cách âu yếm ngươi và tứ nương đều còn nhỏ những chuyện này không nên để các ngươi bận tâm ta không sao quý anh anh làm một cái mặt xấu cười hì hì nói ta trở về phòng ngủ bù buổi tối mới có tinh thần quý diệu đình nhìn muội muội trở về phòng lẩm bẩm ca ca ích kỷ nhu nhược, rõ ràng thấy tên tặc tử kia ngấp nghé ngươi, lại chỉ có thể nhìn. Hắn từ trước đến giờ không có hùng tâm tráng trí, chỉ muốn bảo vệ tốt hoán hoa phường nhuộm, dựa vào lao động để có cuộc sống khá giả. Tương lai cùng trương tứ nương sinh vài đứa con, sống bình an đến già là thỏa mãn. Từ trước, nhà hạ quý luôn hài lòng với cuộc sống tiểu phú tức an. Chỉ mong sự việc qua đi, cuộc sống trở lại bình thường. Quý Diệu Đình ôm tâm tính may mắn ngăn cản muội muội tiết lộ tình hình thực tế với Dương Tĩnh Uyên. Dương Tĩnh Uyên có thể hiểu lầm muội muội, nhưng so với việc bảo vệ mẫu thân và cuộc sống bình yên của nhà họ Quý, Quý Diệu Đình chọn điều sau. Chương 144. Tiếng mõ trúc vang vọng trong đêm, trong phòng khách của nhà chính Quý gia, ba bà vú và hai nha hoàn đứng thẳng như đối mặt với kẻ thù. Quý anh anh ngáp một cái, bị Lý Ma Ma nhìn chằm chằm, vội vàng thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Nương tử, hãy kiên nhẫn thêm một chút, đừng để cho người nam chiếu coi thường chúng ta, ta biết rồi. Quý anh anh nhích người, từ giờ tí đến giờ xử khoảng một canh giờ. Ngồi thẳng lưng mệt quá, chết tiệt thịnh phong trạch, chẳng lẽ hắn đợi đến giờ tí mới xuất hiện. Anh anh, quý diệu đình bước vào từ cửa, thấy bầu không khí trong phòng khách cũng không khỏi hỏi. Người cứ ngồi mãi như vậy sao? lý ma ma khẽ cúi người nói đại lang quân để nàng ngồi đi bình thường lý ma ma hòa ái dễ gần nhưng giờ mặt nghiêm nghị quý diệu đình cũng không dám nói gì ngoan ngoãn ngồi cạnh muội muội phu nhân sau này tỉnh lại nhất định cũng không muốn thấy các ngươi nhún nhường trước kẻ lòng gia hiểm độc kia phu nhân thà chết chưa quyết không cúi đầu trước hắn hai huynh muội trao đổi ánh mắt biết rõ bệnh tình của quý thị đã khiến ba bà vú từ bá tước phủ nổi giận quý anh anh giang hai cánh tay xòe rộng ống tay áo rồi nghiêm chỉnh đặt tay lên đầu gối ra hiệu cho ca ca nhìn mình quý diệu đình lúc này mới nhận ra cảm giác kỳ lạ từ đâu mội mội của hắn đang trang điểm lộng lẫy búi tóc cao nửa thước cài bốn cành san hô đối xứng nàng mặc bộ lễ phục đính lông chồn thêu lựu đỏ và chim phượng hoàng ngồi thẳng lưng trước tấm bình phong thấp, trông như một cung nữ trong gia đình giàu có. Ba bà Vú và Lăng Nhi, Tương Nhi cũng ăn mặc chỉnh tề. Quý Diệu Đình thực sự không biết phải nói gì với cảnh tượng này. Muốn dùng khí độ để uy hiếp ai? Đối phương là em trai của Nam Chiếu Vương, có phong hào vương. Thật là ngây thơ. Quý anh anh nhẹ nhàng nói. Mama nói, Nam Chiếu là vùng khỉ ho cỏ gáy, là man nhân. Họ tôn trọng lễ nghi thiên triều. Nàng vừa nói vừa nhấn mày với ca ca, quý diệu đình lắc đầu và ngậm miệng. Quý diệu đình ngồi thêm hai khắc, vẫn không thấy thịnh phong trạch xuất hiện. Huỳnh muội không nói gì, phòng khách dần dần trở nên yên lặng lạ thường. Quý anh anh sớm đã mệt mỏi, mí mắt dần dần rơi xuống. Không biết đã mơ màng bao lâu, mỗi nàng đột nhiên ngửi thấy một mùi khó chịu, nàng hắt hơi mạnh, liền tỉnh lại. Thịnh phong trạch mặt phóng đại trước mắt nàng, gần gũi đến mức có thể thấy rõ lông mi dài của hắn. Quý anh anh sợ hãi, ngửa người ra sau, tay hắn đỡ lấy đầu nàng, trêu tức nói. Coi chừng ngã, cây châm đẹp của ngươi có thể làm xước mặt. Quý anh anh quay đầu lại, thấy ca ca nằm nghiêng trên ghế bành, ma cùng lăng nhi và tương nhi đều nằm trên đất. Nàng giật mình định đứng lên, nhưng thịnh phong trạch đè vai nàng xuống. Trận chiến lớn thế này, bản vương nghĩ có phải vào cửa phải cúi đầu hành đại lễ với ngươi, nên đã làm họ ngủ. Chỉ là mê man thôi, quý anh anh buông lòng người, chừng mắt nhìn hắn. Thuốc đâu? Thịnh phong trạch cúi người, tay đặt trên tay vịn ghế bành, ép nàng vào bóng của mình. Ngươi cần phải cầu xin bản vương, tại sao lại như bản vương nợ ngươi? Ăn mặc đẹp như vậy để đón tiếp bản vương, nên như một cung nữ thực thụ, giọng nói ôn nhu mới đúng. Người khác có thể sẽ nhịn nhục mà nói lời hay ý đẹp cầu xin hắn. Nhưng quý anh anh không nhịn nổi cơn tức, đẩy hắn ra mạnh mẽ. Người hại mẹ ta, người có đưa thuốc giải không? Nếu không, giết ta đi, nếu không ta sẽ nói cho mọi người biết người đang ngấp nghé, ích trâu cẩm nghiệp. Sức lực của nàng so với cây lay trước gió không khác gì. Thịnh phong trạch dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng. Thật là tính nóng như lửa, giết người không khó hơn nghiền nát một con kiến nhưng giết cả nhà ngươi có ích lợi gì nếu ngươi thật sự muốn làm lớn chuyện ta không đảm bảo sẽ không đổi ý quý anh anh cố rút tay ra nhưng thịnh phong trạch đứng thẳng kéo nàng vào lòng ngươi rốt cuộc muốn gì ngươi nói đêm nay giờ tí sẽ đưa thuốc đến lấy thuốc ra ngươi có thể đi quý anh anh quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn hắn nam chiều bốn mùa như mùa xuân hoa nở rộ khắp nơi dãy núi xanh ngắt hồ nước trong xanh như gương là nơi đẹp đẽ, các người nói người Nam Chiếu là man dở, thực ra, họ chỉ là những người tính tình ngay thẳng, chân chất. Nghe vậy, quý anh anh nhìn hắn cười lạnh. Ôm tiểu nương tử vào lòng tùy tiện như vậy, người mới là kẻ không biết xấu hổ, người man dở. Thịnh phong trạch buông nàng ra, bàn tay xòe ra, lòng bàn tay nâng một lọ thuốc. Dùng xong thuốc này, mẫu thân người sẽ tỉnh lại, thậm chí còn khỏe hơn trước. Hắn mở hai tay chủ động ôm ta một cái, ta sẽ đưa thuốc cho ngươi. Vì nàng mắng hắn không biết xấu hổ, hắn muốn nàng phải tự hạ mình. Quý anh anh tức đỏ mặt mắng. Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ. Thịnh phong trạch thích thú nhìn đôi mắt nàng tràn đầy răng co và phẫn nộ, tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần ôm một cái thôi, bản vương sẽ không chạm vào cổng tóc của ngươi. Nếu ngươi do dự nữa, bản vương có thể sẽ đổi ý, bắt ngươi hôn ta. Chỉ là ôm một cái, coi như ôm con heo, ôm con chó. Quý anh anh nhắm mắt, ôm hắn một cái nhanh chóng. Được chưa? Thịnh Phong Trạch đưa tay giữ eo nàng, không cho nàng rời đi. Hắn cúi đầu cười bên tai nàng. Ta nói cho người biết, Dương Tĩnh Uyên đang nằm trên mái nhà đối diện nhìn lén. Quý anh anh giật mình, run lên, nàng mở mắt ra, ánh mắt liền bị Thịnh Phong Trạch chặn lại. Hắn thấy ta làm mê man cả phòng, chỉ có ngươi tỉnh lại hắn thấy ngươi chủ động nhào vào lòng ta, cùng ta thân mật. Còn ngươi thì muốn giữ im lặng, nếu không, bản vương không đảm bảo mẫu thân ngươi có thể tỉnh lại. Quý anh anh, ngươi nên làm thế nào đây? Thịnh Phong Trạch nói xong buông lòng tay, đặt lọ thuốc vào tay nàng. Buổi trưa sau khi bản vương rời đi, hắn không phải đã đến hỏi thăm ngươi. Nhưng hắn không nói cho ngươi biết hắn đang theo dõi bản vương. Xem đấy, hắn cũng không thẳng thắn với ngươi. Hắn cười thích thú, đôi mắt lấp lánh ban ngày dương tĩnh uyên đến hắn đã thấy thịnh phong trạch hắn không phải tình cờ đi ngang qua thăm mình lời nói của hắn đều có ẩn ý hắn đã biết mình biết thịnh phong trạch ở dịch quán hắn còn kéo mình đi gặp hắn quý anh anh sắp mặt trắng bệch ngươi tại sao lại muốn gây chia rẽ thịnh phong trạch mỉm cười nói theo dương gia mà dám bội bạc trêu đùa ta phải biết rằng ta sớm muộn sẽ làm nhà ngươi trả giá còn về dương tĩnh uyên hắn cười càng rạng rỡ hơn quý anh anh hắn không phải là cây đại thụ ngươi có thể dựa vào nhiều nhất chỉ là cây non mà bản vương có thể bẻ gãy theo dõi bản vương cũng sẽ phải trả giá cáo từ ngươi đứng lại thịnh phong trạch quay đầu lại ta sẽ đưa cho ngươi bí truyền nhuộm màu của gia đình ta ngươi ngươi có thể tha cho chúng ta được không trước kia ta không hiểu chuyện mạo phạm điện hạ ta xin ngươi tha lỗi được không quý anh anh nắm chặt nắm đấm nàng lớn đến vậy chưa từng làm trái ý mình mà cầu xin ai như thế này khó xử và ủy hướt như đá đè nặng trong ngực cực kỳ khó chịu đôi mắt đen lóe lên sự sợ hãi và bất an như con thỏ với đôi mắt đỏ hoe từ lần đầu tiên đến triệu ra xem náo nhiệt quý anh anh dù bị ép vào đường cùng cũng không quên ruỗi móng vuốt chống cự đột nhiên thuận theo nhận thua thịnh phong trạch nhìn nàng như người xa lạ hoàn toàn không quen với quý anh anh trước mắt Hắn đột nhiên nhận ra, ngươi cầu xin ta vì Dương Tĩnh Uyên. Quý anh anh nhìn hắn, cắn môi, "Cầu xin Thịnh Phong Trạch tha thứ." Nàng đã khó xử muốn tìm chỗ chui xuống. Thịnh Phong Trạch không biểu lộ cảm xúc, nhìn nàng rồi chậm rãi nói, "Đã muộn." Hắn bước nhanh ra khỏi phòng khách, liếc nhìn nóc nhà đối diện khiêu khích, rồi biến mất vào bóng đêm. Chương 145. Quý anh anh nắm chặt bình thuốc trong tay, từng bước một đi ra phòng khách đối diện với phòng chính trong hậu viện là phòng khách của tiền viện được xây dựng theo kiểu huyền sơn với hai bức tường phòng hỏa cao vút ở hai đầu lúc này một bóng người từ từ xuất hiện trên bức tường phòng hỏa từ hành lang gấp khúc nhìn ra quý anh anh thấy hắn đứng dưới bầu trời trong không gian bao la dường như chỉ có mình hắn tồn tại mang theo vẻ tịch mịch và cô độc vô tận dương tính uyên môi nàng khẽ động nhẹ giọng nhắc đến tên hắn. Tình cảnh này thật phù hợp với tên của hắn, yên tĩnh đứng lặng im, tâm sự như vực sâu, khó có thể chạm đến. Nàng không kìm được bước lên một bước, như thể có thể gần hắn hơn. Nhưng loại khó xử không thể giải thích đó, nghẹn lại nơi cổ họng nàng. Hãy tin ta, Dương Tĩnh Uyên, Tam Lang, chẳng phải tin ta. Quý anh anh trong lòng hét lên, mong rằng Dương Tĩnh Uyên có thể đến bên cạnh nàng, như trước kia nói hết những hoài nghi và bất mãn. Hắn đứng yên ở đó, bầu trời đêm rất xanh, sâu hơn cả màu lam trang điểm. Hắn như một hình cắt dưới ánh sáng, yên tĩnh trên bức tường phòng hỏa trắng. Một nỗi sợ dâng lên trong lòng Quý Anh Anh, nếu không gọi hắn bây giờ, nàng cảm thấy hắn sẽ lập tức biến mất trong đêm tối và không bao giờ xuất hiện nữa. Dương Tam Lang, Tam Lang, Quý Anh Anh chạy vội về phía hắn, một bước hụt ngã nhào từ hành lang gấp khúc nàng kêu đau một tiếng liên tục ngẩng đầu lên hắn vẫn đứng trên nóc nhà lặng lẽ nhìn xuống nàng dù không thấy rõ mặt hắn quý anh anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn trong đầu nàng quên hết mọi uy hiếp của thịnh phong trạch tim đập mạnh chỉ mong hắn không hiểu lầm nàng ta sẽ nói hết cho chàng tay áo đỏ thạch lựu của nàng phủ trên mặt đất như trong lòng hắn xuất hiện một vũng móng Trước kia ta luôn mong ngươi gọi ta một tiếng tam lang. Không ngờ lại là vào lúc này. Nửa đêm yên tĩnh, giọng hắn rất nhẹ, như từ không trung vọng đến. Tìm quý anh anh thắt lại, nàng cố gắng đứng lên, ngước nhìn hắn, liều mạc lắc đầu. Không phải như chàng nghĩ đâu. Bóng dáng màu đen nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất. Quý anh anh mở to mắt nhìn lên, không còn thấy bóng người trên nóc nhà. Trên bầu trời đêm chỉ còn treo trăng khuyết, màu bạc khẽ cong bén nhọn như móc vào tim nàng. Dương tính uyên. Quý anh anh hét lớn, từ sâu trong khoang mũi truyền đến nỗi ghen tuông mạnh mẽ, nước mắt trào ra. Nàng khóc và loạn xạ lau nước mắt, lúc này mới cảm thấy đau ở mắt cá chân. Quý anh anh chống một chân xuống đất, cố gắng đứng lên. Nàng nhảy vài bước, vịn vào hành lang gấp khúc rồi ngồi xuống. Nhìn lại, mọi người trong phòng vẫn đang say giấc, nàng kéo váy lên xem, chân đau, mắt cá chân sưng phồng lên dương tĩnh uyên ngươi là tên khốn tự cao tự đại thiếu gia nhà giàu thì sao tính tình thật khó chịu lần trước cũng vậy không nghe giải thích gì đã chạy đi ngươi không để ý đến ta ta cũng không thèm để ý đến ngươi chỉ lo tâm trạng của mình ta có lỗi khi lừa dối ngươi nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến lý do chưa đồ tự cao tự đại đồ xấu xa quý anh anh mắng xong dương tĩnh uyên nắm chặt bình thuốc hận thịnh phong trạch. Đồ quái vật, Dương Tĩnh Uyên sẽ bắt được ngươi và khiến ngươi khổ sở đến chết. Thời tiết quá lạnh, nàng hắt hơi một cái, đột nhiên nhớ đến lần trước bị cảm lạnh, Dương Tĩnh Uyên đã mang hai gánh cá tươi đến. Lần này lại bị cảm lạnh, chỉ sợ ngay cả một con cá cũng sẽ không được mang tới. Trong lúc đau buồn, quý anh anh khóc nức nở. Muội muội, anh anh. Nghe thấy giọng ca ca, quý anh anh nức nở xoay người ca thấy bóng dáng muội muội trên hành lang gấp khúc quý diệu đình lắc đầu chạy vội ra trang điểm khóc hoa cây châm xiên lệch trên búi tóc quý diệu đình hoảng hốt căng thẳng hạ giọng hắn đã làm gì ngươi ca quý anh anh ủy khuất ôm lấy ca ca nàng không muốn ca ca biết chuyện thịnh phong trạch uy hiếp nàng và dương tĩnh uyên đã nhìn thấy nàng lắc đầu nói là ta vấp ngã đau chân nghe thấy chỉ là đau chân Quý Diệu Đình mệt mỏi ngồi xuống hành lang gấp khúc. Anh anh, may mắn ngươi không sao. Nếu không mẫu thân tỉnh dậy, ca ca cũng không dám đối mặt với nàng. Thuốc đã lấy được, ta không sao. Quý anh anh đưa bình thuốc cho ca ca. Lúc này vài vị mama cùng hai nha đầu lần lượt tỉnh dậy. Quý Diệu Đình không thể không dậy bảo họ. Biết rõ thủ đoạn của Nam Chiếu Bạch Vương không? Đừng sĩ diện trước mặt hắn, người ta chẳng buồn phản ứng đâu. Thuốc đã lấy được, hãy giữ miệng cho tốt. Chỉ cần chúng ta không nói ra, đợi hắn trở về Nam Chiếu, mọi chuyện sẽ qua. Quý anh anh cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ nói là tỉnh dậy thấy thịnh phong trạch trong sân, vội lấy thuốc và ngã từ hành lang gấp khúc gây đau chân. Quý ma ma sung phong cõng nàng trở về tiểu viện, vừa đi vừa cầu nhau. Tiểu nương tử, sau này đừng gần gũi với người nam man đó. Lần trước Mama bị họ đá trúng ngực, vài ngày mới thở được. Đợi đến tháng tư nàng gả vào dương gia, sẽ có người che chở nàng. Ân. Quý anh anh vùi mặt vào lưng giày của quý ma ma. Dương tĩnh uyên sẽ đến từ hôn sao? Nàng đã từng giận dữ nói từ hôn. Giờ đây, nghĩ đến việc hắn có thể từ hôn, lòng quý anh anh tràn ngập sợ hãi. Cảm giác trống rỗng, như bức hụt từ trên cao. Nghe tin triệu tu duyên đính hôn với nhiều ngũ nương, nàng không thể tin vào tai mình. Nàng đau lòng, triệu tu duyên sao có thể bắt nạt nàng như vậy một mặt thề non hẹn biển với nàng, hứa hẹn sẽ đến cầu hôn sau khi đấu gấm; một mặt lại định hôn sự với nghiêu ngũ nương. Điều làm nàng khổ sở nhất là nàng còn vì triệu gia đoạt cẩm vương mà dốc sức lừa dối trong trống. Nhưng nàng vẫn tha thứ cho triệu tu duyên, hiểu được nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ của hắn. Chỉ là mình và hắn không có duyên phận. Tại sao lần này nghĩ đến việc dương tĩnh uyên muốn từ hôn, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt? Quý anh anh nhớ lại những lời Triệu Tu Duyên từng nói. Tại sao nàng có thể rộng lượng buông tay với Triệu Tu Duyên như vậy? Nàng ôm chặt cổ quý ma ma, lẩm bẩm. Ma nếu như Dương Tam Lang không cưới con thì phải làm sao? Nói gì bậy bạ thế? Lễ đính hôn đã diễn ra, chỉ chờ đến 12 tháng 4 để đón dâu thôi. Thương gân động cốt thì 100 ngày là khỏi, đợi nàng dưỡng tốt chân là có thể gả rồi. Quý Mama ma cười ha hả. Mama không nỡ xa ngươi, cũng không như Lý Mama chưa gả. Bà ấy cũng không nỡ xa mẹ ngươi, trong nhà cũng không thiếu điền Mama, nhà ta ai cũng thích ngươi. Đợi phu nhân khỏi bệnh, chúng ta sẽ cầu xin bà làm chủ, cho ngươi làm thị tỳ. Quý phu thuốc sẽ giúp ngươi đánh xe, quý ưng tiểu tử sẽ hỗ trợ truyền tin. Mama sẽ ở nội viện bầu bạn với ngươi. Có Mama ở đây, ai cũng không dám bắt nạt ngươi. Mama, quý anh anh lại khóc. Con không lấy chồng, ở nhà thôi, cả nhà ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau. Nói bậy, quý ma ma cười, cõng nàng vào phòng, đặt lên giường. Cởi giày, thấy mắt cá chân sưng lên, quý ma ma phân phó lăng nhi và tương nhi lấy rượu thuốc và thuốc rán, tự tay chăm sóc, cẩn thận nâng chân đặt vào trong chăn. Quý ma ma bảo hai nha đầu đi ngủ, đêm nay bà sẽ trông nom quý anh anh. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn